Hạnh xin chào ông bà cô chú chị bạn. Hôm nay Hạnh cùng với anh em thợ tiếp tục làm cầu ấp Ngọc Tân. Thì hôm nay thì mấy anh em Hạnh sẽ làm dán cái đóng dán cái mặt cầu nè. Ngày mai thì mình sẽ bô sắt dĩ sắt để mình đổ bê tông cái dĩ cầu. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị bạn cùng Hạnh với anh em Hạnh tiếp tục làm cái cầu ở ấp Ngọc Tân nha. Đây Cường thì đang làm cho cái mang cá nè. Làm cho nó bằng thì mình mời mình sẽ mình đổ bê tông xuống đây luôn. Chào Cường, chào anh Phương. Chào. Còn anh Phấn thì đang đào đất ở đằng kia di chuyển lại đây. Đây anh em của Hạnh thì đóng dán bên này nè. Cầu này nhìn thấy rộng rãi luôn rồi nè. Rộng dễ làm ha, Phương dễ đi di chuyển luôn hả? Cầu này thì gia đình chú Tài Nguyễn ở Mỹ tài trợ cho bà con ở ấp Ngọc Tân làm nguyên cây cầu. Cây cầu thì bề ngang thì 2 mét nè, làm rộng rãi cho bà con lưu thông dễ dàng luôn á. Búa có mấy cây anh Phương? Ba bốn cây đâu rồi. Tác dụng của dán cốt pha cái dĩ cầu á thì mình đổ cái bê tông lên đây nè cho nó đỡ lại, còn cái cây mà mình hành hàng lên đây nè, tặng nữa mình buộc cái dĩ hành hàng lên đây nè cho anh đầu hỏi nữa mình đổ bê tông lên một tấc á cho nó chắc chắn an toàn. Mỗi cái khoảng cách đây ở đây là 5 tấc nè, thì mình làm đi qua sắp cái cầu luôn, cái hai bên chỉ gần giữa là 3. Hôm qua thì đi khó khăn, bữa nay thì đi rất là dễ rồi. Chiều dài 20 mấy mét. Còn ở bên đây nè, mấy anh là em của Hạnh làm xong rồi nè. Làm xong cái mang cá rồi. Sẽ qua đóng dán cái pha cái mặt cầu phía bên Phương đằng cho nhanh. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú các bạn cùng Hạnh làm cây cầu nha. Chưa được đó anh Phương. Xuống chưa? Chưa. Để này xuống từ từ lại đó. Lật lại bề khác. Cho nó cong tùm lum á. Này phải có cái bào ha, đẩy cái lằn ngay. Rồi phải không? Đinh ở đâu? Nghĩ sâu đinh luôn. Đinh này mới dễ đóng quá nha. Bùng lên cái đống nó nhiệt. Ừ.
Dừa không? Miếng này dừa không? Không. Không rồi hả? Ôi ôi, không chút xíu xíu à. Ở này mình dư rồi mà. Được không? Cái này mình đóng miếng ở dưới nè, cái mình để lên đây đủ rồi nè anh Phương. Hết dán rồi hả? Gì bà khóc kêu ai dữ vậy? Ủa miếng người ta vừa nãy giờ không Phương? Này vừa nín luôn. Thợ của mình là đủ thứ, dân đào đất cũng có. Đây nhà phụ cầu ở hồ. Đường này đủ thứ nằm ta hại luôn à. Ôi trời ơi, nó bị meo chút rồi. Mình kê vô đó. Sao nãy anh Phương tím cái miếng cục đây nè, cái mình đóng ở dưới á, đóng dưới miếng dán ngang, cái mình gắn miếng cục đó được rồi. Ừ. Ăn lạnh vô, ăn vô lạnh từ ấp lạnh luôn đó. Rồi mua Phật luôn. Nè Cường. Ồ nó lạnh giòn luôn á. Sao liền công rồi. Sao liền công đi cầu khỉ vậy kìa. Dạ Hạnh cũng ơn bà cô chú anh chị các bạn cùng ăn trái cây với anh em Hạnh. Vậy thôi lạnh ăn vô mát anh Thường. Mát ngon. Bây giờ thời tiết tháng giêng này nắng nóng quá luôn. Mà ăn đồ ấp lạnh vậy nè. Nhìn nó mát, nó nhìn thấy người nó khỏe lên liền ha. Cũng có nước đó nè, nước ấp lạnh luôn. Em thấy uống nước nào? Nước nào cũng được. Chị hả? Cho anh chai xe 2 luôn. Rồi thì anh Hương còn đang ăn chưa? Hạnh mời qua cô chú chị qua ăn xài cùng Hạnh nha. Ừ, rồi tháo bò không? Cái chai xài này là xài ăn ca nè. Xài này chín thì nó ngọt, rất là ngọt. Mà nếu mà còn sống thì rất là chua luôn. Xài này là chua dữ lắm, chua luôn anh Hương. Chua. Chua số 1 luôn á. Chín rồi nó ngọt. Dạ, ngọt cắt cổ luôn. Xài ăn ca. Hôm nay mấy anh em của Hạnh thì làm hoàn thành cây cầu, đóng cái dĩ mặt cầu rồi nè, dán á. Rồi đây là đổ cái mang cá hồ phí nè. Tặng ngày mai mình có chỗ cho nó cứng cáp, đang mình dễ làm á. Có cái dốc nè, đang mình buộc sắt dĩ. Hoàn thành này là bữa nay có mấy người à? Giờ phải kêu ăn chắc chịu, kêu ăn phụ tiếp. Đây, dĩ cầu đóng rồi đi, rất là dễ luôn. Đây, Hạnh sẽ đi dài qua bên dốc bên đây. Cái dốc này dễ đi ha các anh. Dễ quá, tại vì chỗ này đất trống, rộng rãi mình làm cái măng cá nó dài nè. Đây, thẳng băng xuống luôn. Cái cầu thì xong dán hết rồi nè. Rồi hôm nay thì anh em Hạnh làm tới công đoạn đóng dán cấp pha dĩ cầu. Ngày mai mình sẽ bô sắt dĩ cầu rồi mình sẽ đổ bê tông. Giờ Hạnh cũng xin phép ông bà cô chú chiếc bạn anh về. Hẹn gặp lại sau. Xin chào. Và bữa nữa là mình đi dễ rồi đó. Nó đóng ở đâu?